Đây có bạn này định qua mua một đồng xu để về làm dây đeo trước cổ đúng không? Vâng đúng rồi. Đây, à, một đồng hồ đấy. Lúc đầu em định tìm xu gì? Xu năm 1953 ấy, xu đồng 50 sen đây. À, 50 sen. Ừ thì mình có tư vấn cho bạn nên là bạn ấy nên chọn những cái đồng xu chất liệu bằng thì mình có tư vấn cho bạn ấy bạn nên chọn những cái đồng xu chất liệu bằng bạc như thế này này. Thì bạn ấy lúc đầu bạn hỏi thì hỏi những cái đồng xu bằng nhôm như này. Đây, ví như đồng bằng nhôm như này thì một là nó rất là nhẹ, hai là nhôm thì lại dễ bị oxy hóa. Đeo nhất là vào mồ hôi người ấy. Đây này nhôm này. À. Đây này. Nó bị kiểu hơi xùi xùi trắng trắng như này này. À. Mình đeo thì anh nghĩ đeo vào người nó cũng không tốt. Cho nên mình nên chọn cái đồng xu bằng bạc thì nó sẽ tốt hơn và nhiều khi mình thích mình có thể lôi ra mình đánh gió cũng được luôn. Một công đôi việc. Đấy, đồng bạc thì có hai loại. Đây là đồng Biat này, nhưng mà đồng Biat này thì to quá. To. Đấy. Thì to mà nó lại đắt tiền, đồng như này bên mình bán 2 triệu rưỡi cơ. Còn cái đồng 20 sen này thì hợp lý hơn. Đây bạn ấy chọn đồng này. Chọn đồng khá là đẹp. Đẹp long lanh luôn. Đấy. Bên mình đang bán lẻ một đồng như này là 500 mà một cặp là 600 nghìn. Em làm xong cái tác phẩm vòng cổ thì gửi hình cho anh xem nhé. Vâng, ok anh. Ok em.